Xin chào mọi người. Hiện tại bên mình là máy trai quốc bảo, và hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một mẫu sản phẩm mà bên mình vừa làm giao cho một khách ở Hải Phòng. Đây là một cái bàn oxin, hay trong mình gọi là bàn tờ. Nó dài, kích thước của nó là dài 1m4, ngang 50 và cao 25. Đây. Đây, đây là góc này, bên mình cột bằng mây. Đây là mây rừng hoàn toàn tự nhiên này. Còn đây là mặt bàn này, mình soi cận cảnh mặt bàn cho bạn xem. Đây là mặt bàn này. Đấy, mặt bàn này thẳng mà đều này. Đấy. Bàn này có kích thước rộng là 50 nhé. Còn đây là tre. Tre bên mình là tre đặc ruột hết này, chứ không phải là loại tre mỏng có mặt trên thị trường đâu ạ. Sản phẩm này bên mình ship toàn quốc nhé, bên mình ship toàn quốc tận nhà. Mọi người mua hàng thì liên hệ theo số điện thoại mình đã để ở trên đó, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho mình cũng được, mình sẽ ráp lại liền. Đấy, hàng này mình vừa ship cho một khách ở Hải Phòng làm, họ làm một quán trà. Đấy. 1m4, 50 và cao 25. Đấy. Tre đặc ruột, xử lý bằng mây rừng. Mặt tre thẳng đều và rất là đẹp. Đấy. Cách mua hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại mình để ở trên ảnh nhé, và hoặc là có thể nhắn tin qua Zalo cho bên mình cũng được. Zalo thì các bạn tìm theo số điện thoại thôi ạ. Đây là sườn của em ạ. Đây. Đó, vâng, đang làm ạ.